xanh, tôm. Ủa, bánh bèo chứ hả? Bánh bèo. Ồ, vậy mà mình nói bánh xèo không thấy bé phản ứng. Thế có cái gì sai sai? Bánh bèo ơi. Trời, cái khay này sao nó vừa quá hả? Vừa cho mấy cái chén quá hả? Tám chén. Dương nghĩ ra có làm được hai lần. Bảy cái hả? Xào tôm để làm nhân bánh bèo. Một khuôn mặt rất thân quen. Hay là cái cô gì cổ đi tu rồi đó. Du có thể học hỏi cổ Du lên đi. Trời ơi, sao mà học nổi, người ta là chuyên gia, mình là amateur. Thôi, khiêm tốn là một đức tính tốt. Làm đậu xanh. Xay tôm làm nhân. Làm nhiều công đoạn quá vậy hả bé? Xay rồi lại xào lại nữa hả? Hồi nãy xào rồi mà. Hồi nãy xào rồi để cho tôm nó chín. Giờ là xay rồi xào lại. Xào cho nó khô hả? Xào cho nó khô, nó cháy lên. Cái này là mi yêu cầu ăn cái sớ tôm nó lớn lớn lên vậy ăn cái bánh cho nó ngon. Làm bằng tôm tươi nha, chứ không phải làm bằng tôm khô, xay bột tôm khô đâu. Ủa, cái phi hai loại hành luôn hả? Tùy mỗi người thích ăn hành lá, ăn ăn hành phi ăn hết rồi. Chuẩn bị hấp chưa bé? Chuẩn bị hấp. Bột ngâm mấy tiếng luôn hả? 2 tiếng, ngâm 2 tiếng. Ờ. Bé giới thiệu đi. Cái này là tôm tươi xay ra rồi rang sấy. Cái này là hành, hành phi, hành lá phi, hành củ phi. Đậu xanh nấu nhừ lên quết. Cái này da heo. Da heo sấy khô. Đây là nước mắm. Chén nước mắm. Và đây là cái mẹt để sẵn để bỏ bánh ra. Đây là vị hấp. Đặc biệt nhất là củ hành tây nhà chồng. Sợ chưa? Đẹp chưa? Đặc biệt hơn nữa là hả? Hà hà chè mà cũng có gọi là tấm hả? Cám. Cám hả? Du chỉ là cám thôi hả? Mình nhận mình là cám thôi. Bao lâu nữa có ăn vậy? 15 phút nữa. Trời ơi xỉu. À, em để dĩa sẵn là em chờ là xong là em ăn thôi đó. Mà nó lâu. Đổ bột vô. Chuẩn bị thôi. Diễn viên chính. Mẻ đầu ra đây. Wow, đã thành công mỹ mãn. Cả nhà ơi, bánh bèo đã thành công. Chương trình bánh bèo của tụi em đã thành công. Tấm cám ngày hôm nay rất là trên thuận dưới hòa, làm không có một tiếng cãi vã nào và cho ra thành quả. Đậu xanh, tôm khô. À, mình có da heo chiên giòn nữa nha cả nhà. Đây, bây giờ hai đứa làm mâm này, còn này tới buổi chiều. Đặc biệt là có cái củ hành tự trồng. Đây. Chưa mua củ hành tây về xong rồi để vậy xong nó mọc ra hay quá rồi. Chủ nhân của cái buổi bánh ngày hôm nay đâu rồi? Cám ơi, bánh bèo đã xong rồi quý vị ơi. Bây giờ mình ăn và cũng cảm ơn anh chị em đã ủng hộ cho những cái like để mình có động lực.